Thương Tín bị ân nhân chỉ trích, tuyên bố không muốn dính dáng và bênh vực Trịnh Kim Chi. Nhạc sĩ Tô Hiếu đã có chia sẻ về sự việc giữa Thương Tín và Trịnh Kim Chi. Việc Thương Tín liên tục tố những người từng giúp mình kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiền trong lúc bệnh tật khó khăn đã gây nên tranh cãi dư luận gay gắt trong thời gian qua. Mới đây, một người bạn từng giúp đỡ bênh vực Thương Tín là nhạc sĩ Tô Hiếu đã livestream chia sẻ thêm về sự việc và bày tỏ thái độ không hài lòng với nam diễn viên. Tô Hiếu khẳng định mình không có quyền thay Thương Tín đi làm rõ vấn đề với Trịnh Kim Chi như thông tin gần đây đăng tải. Nam nhạc sĩ chỉ nói với Thương Tín rằng sẽ hỗ trợ anh liên hệ với Trịnh Kim Chi để hai bên nói chuyện với nhau. Đặc biệt, Tô Hiếu cho rằng Thương Tín đã sai khi lên tiếng nói về Trịnh Kim Chi trên truyền thông suốt thời gian qua. Thương Tín có sai vì người ta giúp mình mà. Ví dụ Trịnh Kim Chi có tầm ảnh hưởng kêu gọi thì người ta sẽ ủng hộ. Ở đây nếu Trịnh Kim Chi không có suy nghĩ chu đáo cho Thương Tín thì làm răng làm gì, mua bảo hiểm làm gì, đưa một cục tiền luôn cho khỏi dính dáng mất công. Hiếu không bênh ai hết, nhưng bản thân Hiếu thấy Thương Tín sai hết, không đúng gì cả. Mọi việc xong rồi, người ta giúp mình rồi, tiền nhận rồi, mọi cái nhận hết rồi, thời gian qua cũng đã xài rồi, giờ đùng cái nói lại làm gì, tôi Hiếu nói. Cuối buổi livestream anh chốt hạ, qua đây Hiếu cũng nói luôn là từ nay về sau, Tô Hiếu không còn dính dáng gì với nghệ sĩ Thương Tín. Vào tháng 2 năm 2021, giữa lúc Thương Tín bị đột quỵ không có chi phí chữa trị, Trịnh Kim Chi là người đứng ra kêu gọi, quyên góp giúp đỡ cho nam tài tử. Nhận toàn bộ số tiền từ thiện, cô đã trao hết cho Thương Tín và trích ra một ít để mua bảo hiểm cho con gái ông. Đến tháng 12 năm 2021, Trịnh Kim Chi đã bàn giao lại số tiền này cho gia đình Thương Tín theo yêu cầu. Tuy nhiên, ông có thái độ quay xe, bất ngờ tố ngược Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền bạc cùng đủ thứ chuyện. Điều này khiến netizen phẫn nộ tột độ, cho rằng nam tài tử ăn cháo đá bát. Trước đó, trong một livestream ngày 24 tháng 12 với nhạc sĩ Tô Hiếu, Thương Tín tiếp tục có phát ngôn gây sốc. Dựa vào thông tin một chiều từ người vợ qua những đồn thổi trên mạng, ông khẳng định Trịnh Kim Chi đang lan truyền thông tin giả mạo liên quan đến mình. Sau tất cả, đến tối ngày 28 tháng 12, dù đã hết mình giúp đỡ Thương Tín, tuy nhiên với thái độ cũng như cách hành xử của diễn viên Biệt Động Sài Gòn, Tô Hiếu tuyên bố không còn dính dáng đến nam tài tử. Vừa qua, ồn ào từ thiện của nghệ sĩ Thương Tín với Trịnh Kim Chi nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Là nghệ sĩ gạo cội, sức khỏe suy yếu về già, cuộc sống gặp nhiều khó khăn và nhận được sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp khác. Nghệ sĩ Mạc Cang cho biết ông không quan tâm chuyện Thương Tín. Còn về phía mình, nghệ sĩ bày tỏ, tôi thấy chuyện từ thiện cũng tốt nhưng phải xem người ta có thật thà, thực sự muốn giúp mình không. Tôi đủ sức xem xét chuyện đó, nếu người ta giúp mình trong lúc khó khăn thì hoan nghênh, nhưng nếu người đó không ổn thì xin lỗi tôi không dám nhận. Đến nay tôi chưa gặp nhiều trường hợp phải từ chối. Tôi thấy dù nhận từ thiện nhưng tự mình nuôi lấy mình thì tốt hơn. Hiện tại, nghệ sĩ Mạc Cang đang sống trong căn nhà trọ nhỏ ở quận Bình Tân cùng người bạn đời của ông. Dù sức khỏe yếu, không đi lại được nhưng ông không than vãn mà cho hay. Vì sinh hoạt có người giúp nên cuộc sống không quá khó khăn. Tôi cũng không cần thiết gì nhiều, hàng ngày chỉ ăn cơm thôi chứ không ăn gì đặc biệt hết. Tôi thấy cuộc sống của mình cũng bình thường vì quen với chuyện khó khăn rồi. Vừa rồi tôi có nhận dự án quay phim nhưng do dịch nên đang bị hoãn. Tôi đang tập đi lại để có thể đi quay phim được, nghệ sĩ nói.